Thế là hôm nay là tự đi được rồi, không phải con trai con dâu đưa đi nữa rồi gì đấy, thấy sự khác biệt giữa châm cứu bấm huyệt và uống các cái thuốc giảm đau chưa? Đấy, uống thuốc giảm đau nó chỉ giảm đau được 1-2 tiếng thôi, nhưng người ta châm cứu bấm huyệt người ta giải tỏa nó ra, nó đỡ hẳn ngay. Thế là về đỡ được bao nhiêu phần trăm rồi? Hôm qua về thấy học trò bảo cô ấy kêu đau, cô ấy ấy lắm, hôm nay thế là tự đi được này, quá giỏi rồi. Còn thế là quá giỏi rồi còn gì nữa. Kêu nhoi nhoi bảo cả tháng trước rồi bảo đến đi, thì ông chồng thì bảo là bây giờ các cái đĩa đệm nó vỡ thì bấm huyệt, thì bấm vào thì nó thêm làm được. Thế là ăn học chuyên môn thì nó ra ấy, nó vỡ thì là liên quan gì ai, ta bấm vào cái chỗ vỡ thì mà phải sợ. Thế thì ông đúng là chuyên môn xào nấu khác, đúng là đầu bếp của khác, làm sao người ta lại ăn học ra. Hôm qua về đỡ rồi thì hôm nay tự đi được rồi gì đấy, hôm qua về cũng cứ giờ là kêu đấy, hôm nay còn thấy kêu nữa đâu, bảo ít nhất là đỡ 50% đến 70%. Người ra đấy. Đau đấy em không kêu thôi. Nó bé bóp đau. Đau là đau trong cái khuôn khổ chịu được thì mới không kêu, thì nó mà đau hôm qua thì chả kêu rít hết cả răng vào chờ gì. không đấy sao bây giờ lại kêu cho nó Đấy, đúng anh rồi, đúng rồi. Đấy. thật mà em đầu đau hơn là cái em kia. Sao? Thần đúng vào xưa cái đấy đau cục đấy đấy Ồ, thế thì mới là thầy của đấy nó. đấy đấy đổi được thế à Đấy, đúng không chưa thế đấy là, đấy, người em cái biết đèn đâu bị có phế. vào đâu ấy Đấy, vào phần phế du này bị đau rồi. ui đau quá Úi giời ơi, đau quá, kinh quá. người em biết bố có đâm vào cái đấy đâu đấy đúng rồi Thế thì mới mỗi người một trình độ. ấy giờ người đâu thế. Thế lắm người bảo tôi cũng đi châm cứu bấm huyệt rồi không khỏi đâu, trình độ và mỗi người mà khác nhau, cứ đi châm cứu bấm huyệt là giống nhau à? Người em kia có bấm phòng cho đấy em không? Thả lỏng ra. Đấy, từ có người trở đi hôm nay tự đi được là thành công rồi. Đau chỗ nào lúc nào cũng đau thế nhỉ? Đúng ra cũng đau thế nhỉ. Đây đây cũng đau. Đau ở đây mà lên Zalo Facebook lúc nào cũng có thấy cười. Sao cứ treo nhỉ? Ai ai chơi lúc nào? Treo, không phải treo. Thì thấy nhìn Zalo Facebook thì thấy tươi như hoa ai mà Thế thấy anh nói hôm qua rồi chẳng em lên em nói hôm qua chẳng em lên khóc à? gặp rồi. Có ai khóc lên trên Facebook bao giờ đâu? Vài hôm sau là nó đi lại phăng phăng nữa à? Đi đi được em Ừ? ngồi là em bị đau ngồi là đau thì nó phải từ từ đấy, phải giải tỏa ra. ngồi là em bị đau ngồi đau lắm đâu tên liệt luôn. Thế là kể lại cái vụ tai nạn là đầu tiên thế nào mà tai nạn nào? Em đi xe máy đến cái đoạn ngã ba đấy có một cái ô tô nó chẳng biết đường đằng trước thì em chẳng biết có người gì vào người xe máy đâu mà em mới chạy mất. Thế mà em ngã rồi em bất tỉnh em không biết. Xong đấy là gãy đi chụp là bị gãy vỡ cột sống này. Xong đi cấp cứu luôn đấy. Đi cấp cứu thì ôi lúc lên lúc đúng trời mưa như này. Cũng mưa to đây này. Nó bé bé hơn nhưng em vẫn quần áo mưa thôi, mình ngã vẫn quần áo mưa mà. Có lúc đấy là cái quê. Cái Bắc Linh. Xong là tầm 1 giờ trưa ấy, ngã vẫn nằm bố con em xong rồi
thầy 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 Bắc Linh dán má. Ừ. Dán má cho em 24 tiếng thì bỏ ra thì đỡ. Đỡ xong cuối cùng vẫn phải là đi Bắc Linh, à đi Hà Nội. Hà Nội là vì là em không đi tiểu được đấy. Em làm 3 tháng liền cơ mà. Ờ. 3 tháng liền. Tự nằm mình như liệt giường đấy. Thế là cách đây bao lâu? 2 năm rồi. Thế là đi chụp người ta bảo vỡ bao nhiêu đó? 3 đó. Bà luôn. Tiếp cái giai đoạn tai nạn khổ như gì? Ba tháng làm việc lại không khổ thì còn nói chuyện gì nữa. Tôi là ông chồng vất vả ấy. Kiểu như là thì phải đóng bỉm không? Đóng bỉm thì phải thay thay giặt rửa kiểu như là lúc đấy em đi ra đi về ở Hà Nội. Lúc đấy em phải nằm ở quê ấy. Đầu đêm bao nhiêu đêm rồi chỉ khóc kêu ở đấy, kêu không ai ngủ được luôn. Ông chồng quát bực cơ mà kêu như mõ nó đau ấy, nó bị xương ấy, nó bị buốt ấy, đau lắm ấy, đau kinh khủng, nó đau kêu cả đêm. Chính vì là thì em không biết anh, biết anh thì em đâu có khổ như thế. Người ta đây nó toàn khóc, đến đây bao đứa khênh đến thăm vị đấy đệm khênh đến toàn khóc. Nên về sau chữa cảm ơn đến lúc sinh nhật nó còn đi từ quê lên để cảm ơn thầy. Em không khóc mà em kêu kêu cả đêm rồi. Chồng không ngủ được kiểu như là xong rồi lại mùa rét giáp tết này mùa rét ấy. Xong rồi còn bị đi dài không không có dài nữa mà xong rồi còn luôn cả dây để cho đi dài mà không ra không 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 đi được luôn bây ấy. Giờ nó có tây y nó hiện đại nên các em cứ nghĩ là tất cả cái gì tây y cũng là nhất và các em động một cái là các em mổ các em xẻ nhưng mà không phải đâu nó thì lúc đấy thì cấp cứu thì chả phải đi vào bệnh viện à rồi sau cái đấy rồi thì là ấy nhưng sau cái đó là vật lý trị liệu và giải tỏa thì phải đông y thế sau anh biết làm sao nhà em đi đưa ra Hà Nội đưa ra Hà Nội bác sĩ đúng lúc đi ra 15 tháng Tết bác sĩ bảo mổ nhưng lúc đấy người nhà cũng không mổ Tết rồi nghĩa thì nhìn những người chung quanh mổ được 50-50 thì là không mổ. Đấy nhá, nói cho em biết là nguyên lúc đầu sờ vào em kêu đau thì đến bây giờ có mấy phút thôi nó đã đỡ thế nào. Thế em nói chuyện với anh tôi thôi. Đấy nói chuyện là quên đau thế thôi không nói chuyện nữa để nhớ đến đau. Sao mà bảo mổ thì không mổ, không mổ nữa. Cứ Với cả như em ấy thì là như những người như em ấy, thuộc cái nhóm nếu như em không đi bệnh viện thì em đi tư nhân sẽ không có ai chữa được cho em. Vì là em mọi thứ em phải cần nó nhưng khỏi ngay và nó nhanh nếu như em đến bệnh viện ấy, em hiểu như này này em đến đấy là nơi cuối cùng em có thể đến được rồi cho nên là em khỏi hay không khỏi thì em vẫn cứ phải nằm đấy để cho nó khỏi còn em đến một cái nơi tư nhân hay là một phòng khám nào cái người ta chỉ chữa cho em vài ngày không khỏi cái này em chạy ngay thì em sợ ngay anh gặp những người như em nhiều rồi anh biết cho nên là cái gì em cũng muốn khỏi ngay anh nói em biết này em chỉ cần lấy con dao cứa đứt tay thôi em hàng chục ngày nó mới niềng được ra cả một cái đĩa đệm như thế thì làm sao mà nó nhanh được đấy cho nên mình phải hiểu vấn đề nó là như thế không có gì nhanh được nhanh chẳng qua thì tiêm cái mũi giảm đau và tiêm vào giảm đau và nó được vài tiếng
thấy hết thuốc nó lại đau thì làm sao mà có chuyển khỏi được. Cho nên mình phải kiên trì chữa bệnh, mình phải hiểu. Không ai muốn mình có bệnh, nhưng khi mình có bệnh rồi mình phải tìm hiểu về cái bệnh đó và mình biết là nó như nào, mình phải sống chung với nó và chấp nhận điều đấy. Chứ không phải là tại sao tôi lại bị thế này, tại sao tôi bị kia. Có cô bạn là bác sĩ đến và em không hiểu tại sao em lại bị thoát vị đến đệm được, em làm gì đâu. Bảo có người người ta bị ung thư, người ta chết, người ta chả hiểu vì sao người ta bị ung thư kìa. Cho nên là mình đừng có hỏi vì sao cả, bệnh tật nó không kiêng một mình ai. Cho nên... Tại vì không phải, tại vì tôi đi chữa nhiều rồi, ông xã thì cứ đi hôm Bắc Giang, Hà Nội Bắc Giang, cho nên mang cao phải dám bao nhiêu tháng, dám em, ngày nào cũng phải dám. Xong rồi, kiểu như bởi nhiều quá rồi, cũng chán rồi. Mãi nó không khỏi. Thế là ai cũng cứ bảo đi chữa rồi, rồi thôi bảo, chữa có khỏi đâu mà. Hôm qua đơn giản chỉ ấn như này thôi, em đã kêu trời kêu đất lên rồi nha, chưa cần nói là ấn mạnh hơn. Thế anh nói em đỡ hay không, anh chỉ cần sờ và anh biết là có đỡ hay không. Mà anh chữa anh đã, hôm qua có con dâu em, anh đã bảo là của em về ít nhất phải đỡ 50-70%. Chữa được hay không người ta phải biết. Có những người đến chữa thoát vị đấy lại anh không bao giờ chữa, mà anh bảo đi bệnh viện xong thì chán thế là hàng đến chữa. Vì tại sao? Mình đến những con người đấy mình biết người ta cái tâm người ta không vững. Ví dụ người ta đến chỗ này người ta lại nghĩ chỗ kia, người ta đang nằm ở Bạch Mai thì người ta phải nghĩ ra Việt Đức, người ta nằm Việt Đức người ta phải nghĩ đến 108, xong là người ta phải chạy vài hôm không khỏi. Thế đến lúc mà người ta chạy chán nữa không khỏi được rồi nữa thì lúc ấy người ta phải ngồi im ở đấy để chữa thì lúc ấy mới chữa được. Cho nên tâm hồn thích cái ở đâu nắm người cứ bảo là thuốc gì tốt bao nhiêu tiền cũng được, có phải cứ tiền là giải quyết được vấn đề đâu. Tiền khỏi được bệnh thì người ta bỏ hàng tỷ ra để người ta mua cái khỏi thì người ta bỏ luôn. Không phải kiểu như là mình chữa nhiều rồi nên không khỏi mình chẳng kiểu thế. Vào viện bây giờ lại cũng chẳng vào, không gì vào ở viện. Uống thuốc. Dán cao, dán lá các kiểu. Đấy, ấn thế này mà vẫn còn nằm im được là đã là đỡ rất nhiều. Hôm qua mà ấn này thì lại kêu rời kêu đất hết rồi. Đúng chỗ anh không bác, đau lắm, đau nhất ở đấy luôn. Hôm qua tự nhiên lại chạy lên trên này chứ còn đấy, đúng chỗ này thôi. Tại vì em ngã ngồi. Cái này mà bị chỗ này là tê xuống chân rồi. Tê là đang bị đây. Thì chả cần nói người ta cũng biết rồi, đốt này là phải tê xuống chân rồi. Ôi trời ơi, mỏi chân thế. Em bị ngã ngồi xong bị gì đấy, chắc em bị dọn này đấy. Đúng chỗ đấy thôi. Như hôm qua thì tại sao lại lên trên này thôi chứ còn đúng ra là ở đấy đấy. Chưa là cái chưa mong dám ở đấy. Đấy đau lắm đấy. Cái hôm qua chưa bóp vào đấy, tinh bóp trên này thôi. Cái quả đau trên này đúng không anh? Chưa đau thì mình chữa từ từ. Thứ em bây giờ em đau toàn thân thì làm sao chữa cho em toàn thân được. Là em bỏ đau là đau là chỗ này của nó bị. Tại vì lúc cái bị tay này nó ngồi nó bị chùn chùn mông ấy.
em là phải đeo đai liên tục và tránh việc nặng ra nhá. Không được bê vác cái vật liên nặng nào, vì cuộc sống của mình nó đang tổn thương. Hôm qua em đeo đai, em hay bỏ đai ấy. Đây là nó đang bị chẹn dây thần kinh mà nó thả lỏng ra. Đấy. Bây giờ đốt sống của em nó đã bị chùn đấy là kiểu gì đâu mà. Đây là đầu gối luôn. Đây là đầu gối luôn. Thế là cũng không biết ai hút vào mình à? Không, nó sẽ mất. Trước cửa nhà người ta bán hàng, người ta cũng thay nhau vào thay nhau vào về đường.